Giếng khơi đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, miếng trầu giải tỏa cơn sầu, ăn cơm chẳng đặng, ăn sầu chẳng khuây. Trong đời sống tinh thần của người Việt, ăn trầu không đơn thuần là một thói quen, tập tục mà còn là yếu tố cấu thành những giá trị văn hóa truyền thống. Trầu cau như đồ sính lễ, nhất thiết không thể thiếu trong cưới hỏi, lấy vợ, lấy chồng, giao tiếp, ứng xử. Kể cả khi về già, các cụ vẫn dùng trầu cau để ăn, đặc biệt là các dân tộc vùng cao. Ở Việt Nam, tương truyền tục ăn trầu có từ thời vua Hùng, gắn liền với truyền thuyết sự tích trầu cau, kể về tình cảm vợ chồng thủy chung, anh em gắn bó, vượt non, vượt suối tìm nhau mà cùng hóa thành cây cau. Dây trầu nền tảng đá quấn quýt bên nhau, trầu cau là đầu câu chuyện giao tiếp ứng xử, là khởi đầu khơi mở tình cảm, giúp người với người trở nên gần gũi, cởi mở với nhau hơn. Trầu cau là lễ vật khởi đầu trong các nghi lễ truyền thống quan trọng. Chính vì vậy, miếng trầu bao gồm 4 loại nguyên liệu sau. Vôi này, đây là túi đựng trầu này. Vâng, mấy gì nữa bà? Lá trầu quấn trong đấy hả bà? Vâng, trầu vôi. Đâu, bà thuốc nào đâu bà? Ôi, cái này là cái gì? Con xem nó đẹp thế nhỉ? Thuốc đây, thuốc vào trong đấy. Vâng. Thuốc nào này, trầu này, cái cối có không bà? Không có. Cái cối để dã ấy bà? Cối là không có răng mới dùng cối chứ. Có răng mới cầm dùng cối phải không bà? Có răng là không dùng cối đâu. Vâng. Có mà có răng còn. Đâu, bà vạch ra con xem nào. Có răng bé, đủ thứ đấy. Vâng. Bà thử giờ cái quận kia con xem nó đựng cái gì nào. Vâng. Vâng, bà tở ra con xem nào. Lá trầu này. Lá trầu mấy cái vôi này. Dao cắt vỏ. Vâng. Dao cắt vỏ này. Vâng. Cầu. Cái đấy là thuốc nào bà vận ra con xem nào. Thuốc nào đấy. À, thuốc nào. Vâng. Vâng. Cái này là vôi. Vâng. À, vôi. Vâng. 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 Mấy người kia ấy, mới bó bé hơn mà 40-35 nghìn. Bao nhiêu bà? Bó bé bằng cái nhà dài bằng ngày là 30 nghìn. Bà ăn trầu được bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm rồi. Thế á? Cứ bỏ đi là cái ăn sắp dùng ấy. Răng vào răng khỏe lắm. Vâng. Ô, không ăn trầu răng chắc mà bà. Bây giờ bọn con không ăn trầu ấy nhá. Không ăn trầu là răng vẫn sâu hết. Sâu xong là. Vâng. Xong này đúng rồi. Vâng. Bà anh ngay là không đủ thứ nào không? Ăn trầu là đầu câu chuyện đấy. Nhờ bà nhờ. Răng còn khỏe cả đi cái nào. Vâng. Như cưới hỏi, tự lễ, tang ma, táng tục vân vân. Trầu cau còn là biểu tượng của tình yêu đôi lứa và tình nghĩa vợ chồng, anh em, gia đình hạnh phúc. Tục ăn trầu phổ biến ở khắp mọi tầng lớp, từ dân gian tới cung đình, trở thành nét văn hóa truyền thống. Không chỉ với người Kinh, nhiều dân tộc ít người khác như dân tộc Tày, Nùng, Dao, Thái, Mường, Sán, Diều, từ vùng núi phía Bắc đến các dân tộc sinh sống dọc theo dãy Trường Sơn, Tây Nguyên. Ở mỗi dân tộc, tục ăn trầu như những nét tương đồng, nhưng do môi trường sống và không gian văn hóa khác nhau mà có. Cái gì? Đấy. Nói chuyện với bà cũng thấy vui. Thế cái vòng này bà đeo vòng gì ấy? Vòng. Cái vòng múa đạn đó. Bà ăn trầu được mấy chục năm rồi? Cái này có cố gắng rồi. Vâng. Có coi là 20 năm mà bắt đầu ăn rồi. 20 năm rồi bà? Bây giờ được 74 rồi, ăn được 50 mấy năm rồi. 50 mấy năm rồi? 54 năm rồi. Vâng. Tù lắm. Vâng. 54 năm, thế là bà hơn 50 tuổi rồi. 74 tuổi. Mà đi chơi mấy ngày rồi, không làm gì. Thích.
Ở mỗi dân tộc, tục ăn trầu có những nét tương đồng nhưng do môi trường sống và không gian văn hóa khác nhau mà nét độc đáo, riêng biệt. Người Tày, người Nùng dùng trầu trong lễ buộc chỉ cổ tay cho cô dâu, chú rể. Chính vì vậy, khi túi đựng trầu của bà con dân tộc Tày vùng núi phía Bắc có sự khác biệt so với các dân tộc ở đồng bào khác. Tuy nhiên, các bạn biết không, đây là cái túi đựng trầu của bà. Trong túi đựng trầu này thì gồm có rất nhiều đựng trầu này, đựng thuốc này và đựng vỏ cây. Và đấy, cuộc sống rất là bình dị và bình yên ở một vùng quê miền cao. Và bà trầu bà buộc thế nào nhỉ bà nhỉ? À, mỗi khi đi làm bà thường mang này đi. Mang về nhà ngồi xuống ăn một miếng. Bà quay cái buộc trầu con xem nào. Bà quay đằng sau nâng cái buộc cái túi trầu con xem nào. Vâng. À vâng, con nhìn thấy rồi. Vâng. 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 Bên cạnh đó, việc ăn trầu cau cũng từng liên quan đến quan niệm thẩm mỹ của người phụ nữ Việt Nam xưa. Điều đó thể hiện qua tục nhuộm răng. Xưa kia, cô gái nào có hàm răng càng đen càng bóng, nước da càng trắng thì sẽ được đấng nam nhi theo đuổi. Và để có được hàm răng đen đều thì họ thường nhai trầu và áp dụng nhuộm răng bằng nhựa cánh kiến và nước cốt chanh. Ngoài ý nghĩa trong giao tiếp thẩm mỹ thì trầu cau còn là một nơi gửi gắm thông điệp và thể hiện tình yêu đôi lứa một cách tinh tế. Người Việt có nhiều câu ca dao, bài hát dân ca nói về tình yêu nam nữ qua hình tượng trầu cau. Yêu nhau cau 6 bổ 3, ghét nhau cau 6 bổ ra làm 10. Miếng trầu ăn kết làm đôi, lá trầu là vợ, cau tươi là chồng. Trầu xanh cau trắng chay hồng, vôi ba với nghĩa thuốc nồng với duyên. Tục nhai trầu cau không chỉ là nền văn hóa mà còn đi vào cả tín ngưỡng của người Việt. Điều đó thể hiện qua tập tục thờ ông Bình Vôi. Chiếc Bình Vôi được xem như một người bạn tri kỷ của những ai ăn trầu, bởi nếu thiếu vôi không thể làm nên cái màu thắm đỏ và sự cay nồng thơm tho của miếng trầu cau. Chính vì vậy, những chiếc Bình Vôi luôn được thiết kế với những đường nét cầu kỳ, điểm xuyên văn hóa. Mắt chiếc Bình Vôi sau khi được sử dụng lâu ngày, trầu cau đã trở thành nét văn hóa độc đáo, tồn tại xuyên suốt trong quá trình phát triển lịch sử của dân tộc. Ngày nay, cuộc sống vật chất đã thay đổi rất nhiều, mặc dù tục ăn trầu và mời trầu đang dần mai một trong đời sống xã hội và thói quen ăn trầu chỉ còn thấy ở một số người lớn tuổi. Tuy nhiên, nó vẫn giữ vai trò quan trọng trong các lễ hội, nghi lễ truyền thống của các dân tộc như cúng, tế, cưới hỏi, dỗ chạp. Và ký ức về một lối sống mở vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của nhiều thế hệ. Thật vậy, trầu cau vẫn không có gì thay thế được bởi ý nghĩa thiêng liêng của nó. Dấu ấn văn hóa trầu cau đã thấm đậm vào nhiều sáng tác văn học dân gian, một biểu tượng của nghệ thuật, của tình yêu, của tình nghĩa quen thuộc mà giàu ý nghĩa. Qua đó, chúng ta càng thêm yêu quý, trân trọng những di sản văn hóa bình dị nhưng đã làm nên tâm hồn, cốt cách Việt Nam. Trầu cau, một nét đẹp văn hóa truyền thống. Ông có câu: yêu nhau cau 6 bổ 3, ghét nhau cau 6 bổ ra làm 10. Miếng trầu ăn kết làm đôi, ngã trầu là vợ, cau tươi là chồng. Trầu xanh cau trắng chay hồng, vôi pha với nghĩa thuốc nồng với duyên. Đi đâu cho đổ mồ hôi, chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn. Thưa rằng bác mẹ em răn, làm thân con gái chớ ăn trầu người. Gặp đây một miếng trầu, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng. Thèm trầu mà chẳng dám xin, thương em mà chẳng dám nhìn mặt em. Có trầu mà chẳng có cau, làm sao cho đỏ môi nhau thì làm. Vào vườn chảy một
Cậu non, anh thấy em giòn muốn kết nạp duyên. Được anh mời một miếng trầu miếng, miệng ăn môi đỏ, da sầu.